Hello Tây. Khỏe không? Lâu lâu không? Quà từ, wow. Rất tuyệt vời. Bố gửi cho anh ạ. Nhất trí. Một chút quà, rất nga. Bây giờ thì chúng tôi có mặt ở Mường Thông. Và chúng ta cũng biết là ở Mường Thông thì chúng ta phải nói đến Văn Lâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với Văn Lâm cùng đi tập và cùng đi xem Văn Lâm sẽ thi đấu như nào nhá. Chúng ta lên được. Lâm có thể nói một chút về cái sự khác biệt trong những cái buổi tập của Mường Thông so với những cái đội bóng ở Việt Nam không? Cái đặc biệt và cái khác đầu tiên thì chắc là các cầu thủ ở đây là không có tập trung ở một chỗ ở trong câu lạc bộ, mà là các cầu thủ ở nhà riêng với gia đình. Các cầu thủ sẽ đến sớm trước một tiếng vào phòng thay đồ và thay đồ xong rồi chuẩn bị massage hoặc là vào phòng gym làm nóng trước buổi tập chính. Tức là đây là cái phong cách rất là châu Âu, các cầu thủ là ở ngoài chứ không ở tập trung. Và cái điều này thì nó tác động như thế nào đến tâm lý cũng như là cái sự cân bằng trong cuộc sống của cầu thủ hả Lâm? Đối với em thì em cảm thấy mình cũng rất là thoải mái khi thời gian mình có thể tự biết mình phải làm gì và mình muốn vào. Ví dụ nếu mà buổi sáng của mình không có buổi tập thì em có thể tập thêm hoặc là làm những đi chơi hoặc là làm cái gì đó nó rất là thoải mái. Còn đến giờ tập mình tập trung vào công việc. Thì như thế thì cái tính liên kết và cái sự gắn bó giữa các cầu thủ của đội nó có được khăng khít giống như ở Việt Nam mình không hả Lâm? Trước trận đấu ấy thì các cầu thủ vẫn phải tập trung trong khách sạn trước 1-2 ngày. Thì lúc đấy thì các cầu thủ cũng gần với nhau, ăn cơm với nhau, rồi cũng có một thời gian mà lúc mà gần nhau. Cho đến khi kết thúc trận đấu thì các cầu thủ lại phải về nhà. Thì ví dụ như là một trận đấu ở trên sân nhà với một trận đấu trên sân khách thì nó khác biệt nhau như thế nào? Nói chung thì ở đây em thấy là kể nếu mà đi đá sân khách ấy, thì họ cũng không cần phải đi ra chỗ thành phố sân khách 3-4 ngày đâu. Như ví dụ nếu mà thi đấu ở Bangkok thì có thể là vào trong ngày thi đấu là chiều trước 2-3 tiếng đồng hồ thì mới ra sân. Không có tập mà làm quen ở trên sân trước một ngày. Với Lâm thì khi mà chuẩn bị cho một cái trận đấu ấy, thì Lâm có một cái sự chuẩn bị gì đấy nó khác so với những cái trận đấu ở Việt Nam mà Lâm đã trải qua không? Em thấy từ trước giờ em chuẩn bị cho các trận đấu như thế nào thì bây giờ em mặc dù ở Thái hoặc là ở đâu nữa thì em nghĩ là nó cũng chả có khác gì hết. Quan trọng là mình tập trung vào trận đấu là mọi thứ cũng vẫn vậy thôi ạ. Lúc mà mới sang bên này thì Lâm có phải học lái xe không, phải lấy bằng không? Bởi vì anh thấy là đây là mình đang đi ở bên trái. Em có bằng lái xe của Nga và bằng quốc tế thì với lại ở bên Nga và ở Việt Nam thì là lái bên tay trái. Còn ở đây thì lái bên tay phải và còn bị ngược đường nữa. Đúng rồi. Cho nên là thật sự là lúc mà em mới về Thái và họ cho em xe để em đi tập ấy, 2-3 ngày đầu tiên là em bị chóng mặt luôn. Thì em ví dụ ra tới chỗ ngã tư mà em còn không biết là phải rẽ vào đâu. Nhiều lúc còn lại rẽ vào đường ngược chiều nữa chứ. Đúng. Đấy. Bởi vì nói thật với Lâm là anh sang bên này anh cũng đang có cảm giác là hơi choáng. Hơi choáng. Thực sự là mình sang đây cũng nhiều rồi. Dạ. Mình đang quen với kiểu Việt Nam ấy. Dạ. Lúc nào cũng chăm chăm đi bên phải đường. Dạ. Đúng rồi, em cũng vậy. Chúng lúc mà sang bên Thái thì cũng rất là lúc đấy rất nhiều cái mới, môi trường mới, đất nước mới, với lại đường cũng mới nữa, nên là cảm thấy rất là thú vị. Chắc hay. Sang bên này còn cái gì mới mà Lâm phải học không? Có thể là giao tiếp trên sân với các cầu thủ thôi. Tại vì bình thường ở Việt Nam thì em tiếp xúc bằng tiếng Việt thì rất là dễ. Còn ở đây thì các cầu thủ Thái thì cũng không phải là ai cũng có thể nói được tiếng Anh. Cho nên là cũng có những từ có thể nói được tiếng Thái nhưng mà đang rất ít.
cho nên là vẫn phải nhắc nhở anh em trên sân bằng tiếng Anh. Bây giờ có những cái từ tiếng Thái nào mà Lâm đã nói được? Ví dụ một vài từ phan phan thế nào? Ví dụ đếm đến 5. Đếm đến 5. Nâng song sang si hạ. Xong rồi phải là quá, trái là sai. Rồi. Lúc đấy là ở trên sân là mình đọc bằng khẩu ngữ hết đúng không? Dạ. Ví dụ phải là mình nói là quá. Quá. Quá quá quá. Quá. Còn trái? Sai. Sai thì nghe có vẻ dễ nhỉ? Dạ. Ok, left side tức là trái rồi, sai. Sai. Đúng không? Vâng. Em đẹp lắm thì nói như nào? Ủa, cái đấy thì chưa học. Chưa học hả? Chưa học. Chưa có thời gian để học. Hiện nay thì tất cả những cái ngôn ngữ mà Lâm đang học ấy là chỉ dùng cho sân bóng thôi. Còn em đẹp lắm hay là gì đấy là chưa có học. Anh đến đây thì em mới có ý tưởng để mà hỏi cái câu này. Rất vui đúng không ạ? Nói chung là sang bên này thì chắc chắn là còn rất là nhiều những thứ phải học. Và chắc chắn là Lâm sẽ lựa chọn những cái quan trọng nhất cho nghề nghiệp. Và đấy là ưu tiên hàng đầu, chắc chắn là như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu cua vào sân nhỉ? Dạ. Để chuẩn bị cho buổi tập. Đây, sân, đây. Đây rồi. Đây, chúng ta đang đến sân tập của Mường Thông đây. Đây, các cầu thủ sẽ đỗ xe dọc chỗ này. Xe Mercedes này là xe của đội trưởng Sarek. Sarek cũng là một tuyển thủ quốc gia. Vâng. Sarek. Sao anh lại đến sớm ấy nhỉ? Có thể là anh ấy đang bị chấn thương thì sang đây điều trị trước. Ok. Ở trong sân vận động SCG của Mường Thông United, câu lạc bộ của Đặng Văn Lâm. Đây, rất tuyệt vời. Cũng hơn nửa năm Lâm xa Việt Nam rồi sang Thái thi đấu. Và nhớ nhất là chắc chắn là nhớ như các bạn, nhớ tất cả mọi người ở Việt Nam, những cầu thủ viên. Và nhớ cái những không khí các trận đấu Việt Nam. Có một lúc nào đấy mà nhắm mắt vào và tự nhiên nhớ Việt Nam đến cồn cào? Muốn ăn sáng và muốn ăn phở. Rất thích ăn quán phở hoặc là ăn bún chả. Lúc đấy thì thật sự là rất là muốn về Việt Nam. Ở bên này có phở, có bún chả không? Và tại sao lại thèm cái món đấy như thế? Ở đây cũng có những món nước nhưng mà nó thật sự không có giống vị phở của mình. Và có khi nào mà khi đang nói chuyện với các cổ động viên hay các cầu thủ đồng đội của mình ấy, có khi nào mà Lâm chột dạ nói bằng tiếng Việt? Ví dụ như trên sân thi đấu, ví dụ tự nhiên bóng tạt vào trong xong rồi tự nhiên dạ nói phá đi hoặc là đang phá một trạm tự nhiên thế, xong mình mãi nhớ ra là nói thế thì hậu vệ của mình sao mà hiểu được. Đấy, và thưa quý vị và các bạn, là một điều rất là quan trọng là Lâm bây giờ đang thi đấu phát triển sự nghiệp ở bên Thái Lan. Nhưng mà rõ ràng là tình yêu rồi tất cả những cái gì nó là cái phản xạ vô điều kiện vẫn dành cho Việt Nam của chúng ta, vẫn thèm bún chả, vẫn nhớ hương vị của phở. Và đặc biệt là trong một vài những cái tình huống có hiệu lệnh thì vẫn nói bằng tiếng Việt. Sau khi Đặng Văn Lâm đưa chúng ta đến sân vận động SCG thì Đặng Văn Lâm phải đi thay đồ để chuẩn bị cho một buổi tập. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy toàn bộ lịch thi đấu của Mường Thông United trong năm nay. Và trận đấu vào ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2019 vào lúc 18 giờ, Mường Thông United gặp Rayong trên sân vận động SCG sẽ là trận đấu mà chúng ta sẽ cùng xem và cùng tận mắt chứng kiến xem là Lâm thi đấu như nào trong màu áo của Mường Thông United. Bởi vì là đến bây giờ thì rõ ràng Đặng Văn Lâm vẫn là cầu thủ người Việt Nam thi đấu thành công nhất ở nước ngoài và được câu lạc bộ chủ quản vinh danh trên website cũng như là fanpage chính thức của đội. Ở trên này thì chúng ta nhìn thấy là có chữ Football is coming home, tức là bóng đá đã trở lại nhà. Và chúng ta thấy là nó rất là giống cái slogan của đội tuyển Anh ở kỳ World Cup 2018 cũng như là của các câu lạc bộ Anh ở Champions League cũng như là Europa League năm vừa rồi, khi mà có hai trận chung kết toàn Anh cũng như là trận siêu cúp toàn Anh. Chúng ta nhìn thấy là họ đã học kế thừa được cái slogan là Football is coming home. Và ở đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều những cầu thủ của Mường Thông. Trong đó có một người được coi là biểu tượng cho thành công của Thái Lan trong cái việc là kêu gọi những cầu thủ gốc Thái về thi đấu cho đội tuyển Thái. Đó chính là Charin Chapuis,
mang hai dòng máu, một là Thái Lan và hai là Thụy Sĩ, người được coi là CR7 của bóng đá Thái Lan. Đây là Tiresin Dangda, nếu các bạn còn nhớ thì cách đây 11 năm về trước, trong trận chung kết của AFF Cup năm 2008 thì Tiresin Dangda cũng đã ghi bàn vào lưới của thủ môn Dương Hồng Sơn. Nhưng thôi, chúng ta hãy quên tất cả những người này đi, mà hãy chú ý đến nụ cười này. Đây là Đặng Văn Lâm của chúng ta, vẫn rất vui vẻ, vẫn rất quyết tâm, vẫn rất hùng dũng với một quả bóng, đôi găng và một nụ cười rất tươi. Và thực sự đến đây thì chúng ta không thể không chụp với nhau một kiểu ảnh. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở sân tập của đội Mường Thông United. Nó ở tương đối xa so với sân vận động SCG, sân vận động thi đấu của câu lạc bộ này. Và đây chúng ta đang nhìn thấy Đặng Văn Lâm đứng ở đây. Bây giờ thì để các bạn được thực mục sở thị xem là Đặng Văn Lâm tập luyện như thế nào, tinh thần ra làm sao, và đặc biệt là các bạn để ý đến nụ cười của Đặng Văn Lâm. Well, he now starts to improve well. Muangthong in beginning the season have some problem, and Long also feel the problem for adapt. But now he better. He like to learn. This is very important, okay? Because he work very hard, and we bring one goalkeeper coach to help him when I come here arrive. I feel the Lan have good potential and need somebody to improve him, to take care of him very well, and we bring the goalkeeper coach. We like too much and we expect to improve more. Yeah, I arrived here 2 months ago. Before is another coach. What I feel before, he have some problem for position in the inside the goal, some movement. But we try talk to him and we show him in the some videos and some how he training. And he improve a lot. Many games he save the team and do well. But he the most important now he adapts and everybody have confidence. This is important too much for goalkeeper. The people have confidence to him and the teammates and the coach like the goalkeeper coach always talks about him. And I also like I know him for national team. I look him in Vietnam and now I have a chance to work with him. We happy. He's very smart. This is important. He's experienced goalkeeper. He playing level 2 national team and can help the for our team and our club. No, in my rank he is a top five. Yes, have another very good goalkeeper here in Thai league. Have 2 Thai goalkeeper, very good, and have the Lan. I think he in the top five. He fights for the first position. Lan do well, but have another very good also training hard and good age. Lan have also the another goalkeeper here, but the top five really he stay. Yeah, he need play more consistent. More consistent. What mean when I say this is some mistake for take the high balls and this he need improve. He know this. He work for this. Some more attention. Play better with the foot. You understand? This is today is very important for goalkeeper. And learn now we training a lot about this because I like my goalkeeper play together the team. Sometimes we use goalkeeper to build the game, but learn. Same I told before, the important he like to work and learn, you understand? The player have good mentality to listen what you say and he want to do, he want improve every day. And this is amazing. And here the people like him too much, the fans like, everybody respect him here, as a player, as a coach, and no problem. This is only in the pitch when we the Thailand play against Vietnam, the both team want win. This happened, but here I think Lan can come here and talk. He no problem. He adapt well. The people receive him very well. The Thai people is amazing for receive the people. And I think he have a long time to play here. The Thai league is a very good level league, and he can improve a lot. Thank you very much and good luck. Thank you. Yeah. Good luck. Chúng ta đang có mặt ở cái khu truyền thống của đội Mường Thông United và bây giờ thì chúng ta hãy đi vào trong để khám phá xem lịch sử của đội bóng này như thế nào nhé. Và Minh Hải thì muốn thử thách các bạn bằng một câu hỏi.
là đố các bạn biết có một người đã từng làm việc ở Việt Nam và dẫn dắt đội bóng Mường Thông United. Không biết là các bạn có nhớ hay không, nhưng mà câu trả lời sẽ có phần sau, ở phần sau. Ở đây là toàn bộ những cái khung cảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trong phòng truyền thống. Và mình cảm thấy cũng rất là bất ngờ khi có lẽ là nó có rất nhiều những cái màu áo khác nhau. Đầu tiên là chúng ta thấy là vị trí trân trọng nhất là số 7. Mà số 7 của Mường Thông, số 7 của bóng đá Thái thì gắn liền với một cái tên, đó là Dasakon Thông Lao. Đó. Và ở bên này chúng ta nhìn thấy là có một lá cờ Nhật Bản. Và có số 18, mà nói đến bóng đá Thái Lan mà số 18 thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Chanathip Songkrasin. Đây, số 18 có chữ ký của Songkrasin. Và điều đặc biệt ở đây là màu áo của Sapporo ở giải Nhật Bản. Đó, chúng ta nhìn thấy rất nhiều đúng không ạ? Và ở đây chính là một trong những ngôi sao lớn nhất mà đội Mường Thông United đã mời được, đó là Robbie Fowler. Đấy, là một danh thủ người Anh và đã từng làm đội trưởng của Liverpool. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây. Và Robbie Fowler chính là người mà đã thay thế cái vị huấn luyện viên đã từng làm việc ở Việt Nam. Đó. Và ở Thái Lan thì có rất nhiều số áo mang tính biểu tượng. Và nếu mà nói đến số 14 ở Thái thì người ta nghĩ ngay đến Thirathep Winothai, cầu thủ đeo áo số 14. Và chúng ta biết là anh cũng đã thi đấu cho Mường Thông. Đó. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu chiếc áo số 7 được của Dasakon Thông Lao. Ngoài ra thì còn rất nhiều những chiếc áo ở đây. Và có một điều rất là đặc biệt là họ lưu giữ lại kể cả những đôi giày. Đấy, chúng ta nhìn thấy là rất nhiều những cái thành tích đôi giày này. Và đặc biệt ở bên dưới này chúng ta nhìn thấy, đấy là cái tình huống mà cầu thủ này đã ghi bàn bằng chính đôi giày này. Đấy, mình nghĩ đây cũng là một điều rất quan trọng. Thủ môn Cawin. Cawin chính là người mà đang thi đấu cho đội bóng Bỉ và đã được Mường Thông United chuyển sang Bỉ để tập huấn. Đây là toàn bộ khu vực liên quan đến những cái thành tích mà Mường Thông United đã nhận được. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Đây là Champion Thái League của năm 2012 và năm 2016. Đấy, chúng ta nhìn thấy chiếc vô địch nó to như thế này cơ. Mình nghĩ là không thể nào mà chúng ta có thể nâng được một mình. Mình nghĩ là nó rất là nặng. Đấy. Ở đây có Mekong Cup, ở đây có Thái Premier League năm 2009. Đấy, và rất nhiều những cái thành tích. Chúng ta nhìn thấy là rất nhiều những cái thành công của đội bóng này. Sang bên này chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều huy chương họ giữ lại. Chúng ta đi một vòng trong một cái không gian nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều những cái hiện vật mà mỗi một hiện vật nó có thể kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Và đương nhiên là đến với đội Mường Thông thì không thể không nhắc đến chiếc áo số 10. Đó là của Terasin Dangda. Đây. Và riêng Dangda thì chúng ta thấy là anh ấy có nguyên cả một cái đây. Chúng ta nhìn thấy đây, có cả kỷ niệm chương đây. Đấy. Chúng ta nhìn thấy không? Tức là mỗi một cột mốc là họ sẽ có một kỷ niệm chương. Mình đoán là đây là kỷ niệm chương dành cho 100 bàn thắng. Đoán là như vậy thôi. Mình không hiểu tiếng Thái lắm. Đấy, đây, chúng ta nhìn thấy đây. Người ta ghi là the career of a legend, tức là sự nghiệp của một huyền thoại. Đấy, chúng ta nhìn thấy có cả màu áo của Atletico Madrid này, có cả màu áo của Manchester City này. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều. Đây có một chiếc áo số 10 có chữ ký của Terasin Dangda. Đây cũng chiếc áo số 10 có chữ ký của Terasin Dangda và đôi giày có chữ ký của Dangda. Và ở đây mặc dù cái không gian rất là nhỏ này thôi, nhưng mà Mường Thông gọi đây là viện bảo tàng của câu lạc bộ. Và nó lưu trữ lại toàn bộ những cái sự kiện, những ngôi sao, những hiện vật. Và mỗi một hiện vật thì nó đều mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc khác nhau. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Đây là Yaya. Yaya đã viết ở đây là thank you so much and good luck. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chúc may mắn. Đó. Thật tuyệt vời đúng không các bạn? Ở đây người ta gọi là một viện bảo tàng. Đó. Và câu hỏi lúc trước Minh Hải đặt ra cho mọi người là ai đã từng làm việc ở Việt Nam và dẫn dắt Mường Thông, thì đó chính là ông Henrique Calisto, một huyền thoại trên băng ghế chỉ đạo của đội tuyển Việt Nam, người đã mang lại chức vô địch đầu tiên cho bóng đá Việt Nam của chúng ta ở Đông Nam Á vào năm 2008. Chỉ còn 20 phút nữa thôi thì trận đấu của Đặng Văn Lâm sẽ diễn ra. Và tôi vừa mới vào trong phòng báo chí và nhận được danh sách đăng ký thi đấu. Đặng Văn Lâm của chúng ta thi đấu trong đội hình chính thức, đứng ở vị trí số 1.
Bây giờ chúng ta cùng nhau vào sân vận động SCG để cùng xem Đặng Văn Lâm và Mường Thông thi đấu như nào nhé. Và đây chúng ta đã gặp được một người quen, đây chính là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan thi đấu với Việt Nam. Hello head coach, how are you? I'm journalist from Vietnam. May I interview you some question, very funny question? Okay. Như vậy là ông đã từ chối trả lời phỏng vấn các phóng viên Việt Nam. Điều này là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì ông đã là huấn luyện viên của đội tuyển Thái thất bại trước đội tuyển Việt Nam, và bây giờ khi ông nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng này, chắc là ông cũng sẽ rất là ngại phải chia sẻ, vì không ai muốn nhớ lại những cái thời điểm mà mình không được may mắn, không có được chiến thắng. Có một điều là rất dễ nhận ra là ở đây tất cả mọi người khi mà vào cổ vũ cho Mường Thông đều mặc chiếc áo đỏ này, và họ in những cái tên những cầu thủ mà họ yêu mến. Đấy, như vậy là chúng ta đã có mặt ở trong sân rồi. Vào sân nhá, để xem thế nào nào. Chúng ta có nhìn thấy đằng sau kia không ạ? Đấy chính là bố và bác của Đặng Văn Lâm. Giờ chúng ta thử hỏi xem là đã bao lâu rồi gia đình mới đi thăm Đặng Văn Lâm nhé. Xin chào ngài, xin hỏi ngài là đã bao lâu rồi ngài mới đi xem Đặng Văn Lâm đá một trận thực ở ngoài sân như thế này? Lần thứ hai. Lần nhất là AFF Cup tại sân Mỹ Đình. Đây là lần thứ hai. Như vậy là cũng đã cách đây được khoảng tầm một năm. Không, nó gần, khoảng tầm 10 tháng. Gần một năm. Gần 10 tháng mới Mỹ lại Đình. Gặp con và 10 tháng mới được xem con thi đấu một lần ở ngoài sân. Nó con và gọi tôi bằng bác. Đây mới là bố nó. Không, chắc chắn rồi. Tức là Lâm thì có một cái rất là đặc biệt, thưa quý vị, là có hai người cha. Một người bác nhưng được coi là một người cha ở Việt Nam, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì đương nhiên là cả hai người thì đều tôi cũng hồi hộp như bố nó. Tôi cũng sung sướng khi mà con đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng rất là hồi hộp và buồn khi nó bắt hụt hoặc nó trượt chân, là rất đau tim. Hôm nay cũng như tình cảm như hôm trước là rất là vui. Con đã chiến đấu hết mình. Thế còn người bố thật thì sao ạ? Nhìn con thi đấu ở trên sân cảm thấy nào? Lần đầu tiên. Nói chung cũng rất run. Run nó người bố nào cũng thế. Khi mà xem con mình thi đấu thực sự là lần đầu tiên ra ngoài sân, mặc dù cổ động viên của tất cả anh em Mường Thông này rất ủng hộ cho anh em chiến đấu. Rất mừng là đội chơi rất hay và giữ được những cái mà mong muốn được. Lần đầu tiên như thế là điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua mà nó là cảm xúc. Thưa người đẹp, là người đẹp cảm thấy như thế nào khi hôm nay nhìn thấy cháu của mình thi đấu ở một sân chơi rất lớn? Tôi thấy rất là vinh dự và rất là cũng hồi hộp và lo lắng cho cháu. Nhưng mà cháu đã chơi hết mình. Cũng gỡ được mấy bàn. Đấy lúc bay cháu ngay đấy. Rất nhanh. Tức là chắc chắn là bác đúng không ạ? Đúng rồi. Bác là một người rất là am hiểu và là chuyên gia về múa, nhưng mà về bóng đá thì chưa chắc, đúng không ạ? Cho nên là cứ ngày hôm nay cứ thấy con bay nhảy là mình khoái rồi, đúng không ạ? Như là diễn viên múa trên sân cỏ ấy. Thực ra thì thưa với quý vị là cái cảm xúc là điều quan trọng nhất. Và với Minh Hải ấy, thì một bàn chân của Đặng Văn Lâm ở trên Thái League này có thể rất nhỏ bé, nhưng nó lại chứng kiến một bước tiến vượt bậc của các cầu thủ Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài. Chúng ta đã khẳng định được một điều rất tuyệt vời, và đây có thể là bàn đạp để chúng ta hướng đến những mục tiêu xa hơn, ví dụ như châu Âu chẳng hạn. Hình ảnh mà các bạn vừa xem đó là hình ảnh toàn cảnh của sân vận động SCG của câu lạc bộ Mường Thông United. Và nơi đây thì có lẽ là sở hữu một cái mặt cỏ đẹp hơn bất cứ một sân vận động nào ở Việt Nam mà Minh Hải đã từng đi. Điều đấy là điều mà chúng ta nói một cách hoàn toàn khách quan. Và thực sự thì ở đây một màu xanh mướt
cỏ mọc rất đều, rất mềm và rất mịn. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là từ chính sân vận động này mà một cầu thủ Việt Nam của chúng ta, đấy là Đặng Văn Lâm, là người đang từng bước, từng ngày, từng giờ phát triển khả năng của mình, chứng minh đẳng cấp của mình để phục vụ cho một mục tiêu quan trọng. Đó là tìm kiếm những cơ hội để thành công nhiều hơn ở đất Thái Lan, cũng như là tạo bệ phóng để ra châu Âu thi đấu. Và đó cũng là cách mà Văn Lâm đang giúp những cầu thủ Việt Nam của chúng ta có thêm một thương hiệu mạnh hơn trên thị trường chuyển nhượng, khi một vài những cầu thủ của chúng ta như Lương Xuân Trường, như Nguyễn Tuấn Anh hay là Nguyễn Công Phượng đã thất bại.